Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hồng Beauty. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel làm đẹp của mình. Hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề mà mình tin rằng có rất là nhiều bạn quan tâm đây. Đó chính là cách làm tăng size vòng 1 nhanh và hiệu quả nhất tại nhà. Để có được một vòng 1 đầy đặn, khuôn ngực căng tròn thì hẳn là mơ ước của rất là nhiều chị em. Tuy nhiên thì cũng không phải ai cũng may mắn sở hữu cho mình được một bộ ngực hấp dẫn. Nhiều chị em bởi vì vòng 1 quá nhỏ mà đã tìm đến các phương pháp như là đi bơm silicone. Tuy nhiên thì cái phương pháp này lợi ít mà hại nhiều. Đi bơm silicone giúp tăng vòng 1 nhưng nó sẽ khiến cho vòng 1 bị tổn thương. Và ngoài ra thì các bệnh liên quan đến ung thư vú sẽ tìm đến. Còn chưa kể là tốn rất là nhiều chi phí nữa. Vậy nên trong nội dung video ngày hôm nay thì Hồng sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái công thức giúp vòng 1 nhảy size ầm trong thời gian ngắn, cực kỳ đơn giản, hiệu quả, an toàn tuyệt đối chỉ bằng một quả đu đủ. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi thực hiện cái phương pháp này nhé. Để đến với cái công thức này thì các bạn hãy chuẩn bị cho Hồng những nguyên liệu như sau. Nguyên liệu đầu tiên đó là các bạn hãy chuẩn bị cho Hồng một quả đu đủ xanh. Trong thành phần của đu đủ xanh chứa enzyme có tác dụng làm tăng kích thước vòng 1, giúp vòng 1 của bạn nhảy size nhanh chóng. Lượng vitamin A làm vòng 1 nở nang, còn beta carotene trong đu đủ ngăn chặn quá trình lão hóa da, giúp da săn chắc và ngực bạn lúc nào cũng căng tròn. Nguyên liệu thứ hai mà các bạn cần chuẩn bị cho Hồng đó chính là một hộp sữa tươi không đường. Và nguyên liệu cuối cùng cho cái công thức này đó chính là một chút đường trắng các bạn nhé. Bước 1 thì mình sẽ đem quả đu đủ này và lạo sạch vỏ. Sau khi mà đã lạo sạch vỏ của quả đu đủ thì bây giờ mình sẽ đem quả đu đủ này đi rửa qua với nước để loại bỏ đi nhựa của đu đủ. Bước thứ hai thì các bạn hãy sử dụng dao và bổ đôi quả đu đủ ra cho mình. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng dao và khía bỏ cái cuống của đu đủ ấy đi. Vì quả đu đủ này còn non cho nên là nó không có hạt, vì vậy chúng ta không cần phải cạo bỏ hạt của quả đu đủ đi. Còn đâu những bạn nào mà sử dụng những quả đu đủ to hơn và già hơn mà có hạt thì các bạn phải làm thêm một bước nữa cho mình, đó chính là sử dụng một chiếc thìa và cạo sạch vỏ và hạt ruột của đu đủ mất đi. Bước tiếp theo thì mình sẽ thái đu đủ thành từng miếng nhỏ. Sau khi mà các bạn đã thái đu đủ thành những miếng nhỏ như thế này thì bây giờ mình sẽ đem những cái lát đu đủ này và cho vào một chiếc máy xay sinh tố. Sau đó thì các bạn hãy đổ cái hộp sữa tươi không đường này vào trong cái hỗn hợp đu đủ này. Sau đó thì các bạn hãy cho một ít đường vào trong mình. Rồi chúng ta đậy lắp và cho cái hỗn hợp đu đủ, sữa tươi không đường và đường kính lên để xay. Sau khi mà các bạn đã xay xong cái hỗn hợp nước ép đu đủ này thì các bạn hãy sử dụng thêm cho mình một cái màng lọc và chúng ta sẽ lọc lấy nước ép nguyên chất của đu đủ. Các
bạn hãy sử dụng một chiếc thìa, sau đó thì chúng ta gạt cái bã của đu đủ này xuống. Như vậy thì nước ép của đu đủ sẽ xuống nhanh hơn. Và đây chính là cái thành quả nước ép đu đủ mà Hồng vừa mới nọc xong. Bây giờ Hồng sẽ đem cái nước ép đu đủ này đổ vào một chiếc cốc. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Đây chính là nước ép đu đủ xanh và sữa tươi không đường giúp bạn cải thiện kích thước của vòng 1 hiệu quả, mang lại cho bạn một khuôn ngực săn chắc, nở nang mà không tốn quá nhiều công sức và chi phí. Đối với cốc nước ép đu đủ và sữa tươi không đường này thì các bạn hãy uống hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thực hiện trong 60 ngày liên tiếp, bạn sẽ có vòng mồm tròn và đầy đặn hơn đấy. Ngoài ra thì mình có một vài lưu ý khi mà sử dụng hỗn hợp nước ép đu đủ và sữa tươi không đường. Thứ nhất đó là để đạt hiệu quả tốt nhất thì trong quá trình uống hỗn hợp thì bạn nên kết hợp với massage vòng mồm nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Thứ hai đó là đối với những phụ nữ có thai thì không nên áp dụng cách này nhé, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng đó. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn một cái cách tăng size vòng 1 vô cùng đơn giản và đu đủ phải không nào? Nếu như bạn yêu thích nội dung video này của Hồng thì hãy nhấn nút like và share để ủng hộ cho Hồng, để Hồng có thật nhiều động lực hơn nữa để ra những nội dung video tiếp theo cho các bạn. Và các bạn có thắc mắc hay là góp ý gì hoặc là muốn Hồng chia sẻ thêm về những mẹo làm đẹp nào khác thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới. Và cuối cùng thì hãy nhấn subscribe trên kênh Hồng Beauty và nhấn vào biểu tượng quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà Hồng ra nội dung video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp bạn ở những nội dung video tiếp theo. Bye bye.